Hey, xin chào, chào mừng trở lại với Mortal Kombat 11. Tôi là Hoàng và fuck Mortal. Mortal. Sorry. Phát âm như cạc. Thực ra lý do vì sao hôm nay tôi quay Mortal Kombat 11 là vì hôm nay là 23 tháng 4 năm 2022. Tính cái thời điểm tôi quay video này là có hôm nay. Và chúng ta đã hôm nay là ngày kỷ niệm 3 năm ngày ra mắt. Ngày ra mắt Mortal Kombat 11 ngày 23 tháng 4 năm 2019. Đó, đã được 3 năm rồi và giờ và chu kỳ 4 năm chưa hết và đã thành chết game rồi. Buồn thực sự. Rồi. Thì hôm nay tôi sẽ thử đánh vài trận rank xem, hy vọng là nó sẽ suôn sẻ. Về cơ bản tôi lâu lắm tôi không chơi Mortal Kombat 11 rồi. MK11. Tại vì tôi dạo này tôi đang thích chơi MKX hơn. Rồi, đối thủ đầu tiên chúng ta ngày hôm nay là gì? Rồi match nào. Nó chưa vào nó gặp đối thủ tay to này. Vừa vào nó gặp tay to xe đỏ rồi. Ok chưa không? Sub-Zero. Thì Sub-Zero cho con xem nhé. Nó biết là đánh được không nhưng mà cho lô đi. Ấn nút như nào nhỉ? Ok. Hy vọng là nhớ. Tự nhiên quên nút. Và cảm ơn các anh em lượt qua đã từng ủng hộ rất nhiều video của tôi, trong đó là chuỗi Left 4 Dead. Wow. Thật sự cảm ơn anh em rất nhiều. Để xem hôm nay chúng ta đánh có số rẻ không hay là một rổ anh. Nó tuần là trước là tôi đánh không hay. Tôi đánh rất kém, tôi như là cái túi bị đấm bốc. Tôi thờ tuần toàn thành túi đấm cho các anh em này. Bao tập đấm nhỉ không? Ui dồi. Bắt đi, chào bắt thách. What the fuck? Oh bro, cái gì đây? Fuck that. Cái gì? Ơ fuck, không nổi được. Mẹ từ. Có thế rồi. Ấy. Cái định mệnh. Cái nhỉ? Để lâu lắm chơi game nên là tôi đang hơi bị quên nhịp. Come on, come on. Fuck you. Gì vậy? Gần à? The fuck? Lướt. The fuck? Lướt. Kìa, tại sao không punish nữa? Đấy. Thế này, mix. Dậy đi. Nhảy đi. Nhảy đi. Bắt bài. Nhảy. The fuck. Cái lối chơi gì đấy? Ôi định mệnh. The fuck. Gì đây? Lối chơi gì đây? Không biết lối chơi gì đây luôn. Ôi. Tại sao không panic được nhỉ? Amplify. Gì vậy? Khó nhỉ?
Ôi bấm nhầm nút. Dead. Bấm nhầm nút không ạ, đỉnh. Đúng ra tôi có thể punish được quả đấy rồi nhưng mà tôi bấm nhầm nút. Tôi làm lại được. Sẽ đánh được nhưng mà cái tình thế chính là tôi đang bị mất nhịp chơi. Đó. Trận này không đến nỗi nhưng mà cái vấn đề là mình đang hơi run tay. Đó. Fuck. Đấy, panic chứ. Panic được hơi vớ vẩn. Mẹ. Nhìn này. Whip cả, nó whip cao không? Mẹ vào. Phải đâu, phải đâu, FB. Fuck. Cái định mày. I will end you. Round 2, fight. Ra đây. Ra đây. Ơi bấm nhầm không? Bắn đi tụi tao đâu? Ủa chết rồi. Ok. Không đến nỗi. Cái thằng này mẹ nó thì spam chiêu mẹ. Shao Kahn the fuck. Select new fighter xem nào. Select new fighter. Oh shit. Spam. Teleport. Bạn ơi, spam teleport đi. Mình rất spam teleport đi. Nhảy ra sao spam teleport. Scorpion player. Scorpion. Thế nào? Một grab này, Demon Breath luôn, Death Speed luôn. Ui. Không dùng teleport, một Death Speed luôn. Scorpion player. Ui. Hơi thở của dòng. Uầy, vừa vào phát là... Uầy, hết 23 luôn. Hết 23 luôn, uầy. Combo thật là đáng sợ. Teleport. Anh cái này chết bạn ạ. Không được. Ôi địch mẹ. Overhead tôi quên. Hay quá, combo cơ bản luôn. Bấm nhầm.
Ơ để gì đấy, the fuck. Ơ cái này panic rồi mày. Ít mẹ cái lượt. Final round. Fight. Ơ, mình confirm gì ấy nhở? Mình confirm cái đéo. Rút kinh nghiệm mà. Tôi còn ít lỗi. Ơ kìa. Thì nó bỏ đi mà. Hãy subscribe cho kênh. Ai lại ngồi yên đấy ăn overhead bao giờ? Khổ. Ai lại ngồi yên đấy để ăn overhead bao giờ, bro? Chán không chịu được. Đấy là tôi, tay tôi còn đang rung mà bật lên nhá. Đấy. Tôi đang hơi căng cứng tay vì tôi lâu quá không chơi. Mà tôi hay chơi game này, tôi hay bị kiểu cơ tay tôi đang bị cứ bị cứng cứng ấy. Ví dụ là bật lên đấy. Vì tôi cái kiểu thường là mình chơi game này mình hay tập trung. Mình tập trung mình chơi là khi cái cơ tay mình nó cứ dựng nó bị căng căng cứng lên. Nó cảm giác kiểu khi bấm hơi khó, bấm hơi run. Ví dụ như các ông nhìn thấy như mà tôi bấm, vừa nãy tôi bị bấm nhầm nút nhiều. Nhưng mà nếu như là tôi chơi duy trì lâu dài để chơi ấy, thì nó sẽ đỡ hơn rất nhiều. Đỡ hơn nhiều thì cái đợt gần nhất là tôi leo rank cao nhất, tôi không leo lên cao mấy đâu, tôi chỉ leo lên Remaster tôi dừng nữa. Vì hồi đấy tôi tập kỹ càng các kiểu, tôi tập chơi các thứ là tôi cũng gạt lên được một chút. Đấy. Cái là mình cũng qua được, mình cũng đỡ căng cứng tay một chút thì mình cũng chơi được. Nhưng mà cũng là sau một thời gian không chơi lại game. Ui, tay, nhất là tay trái tôi nó bút khủng ấy. Cái tay trái luôn nó căng phồng cứng lên mẹ. Thề luôn. Xem cơ bản tôi mà. Cơ bản là tôi đang có những pha tôi panic lỗi. Đúng ra tôi có thể punish slot tốt hơn ở một vài tình huống, nhưng mà no. Cơ bản là mình cũng run phết chứ đùa. À, ok. Next opponent đấy, tình trạng chết game. Chờ tí. Xem nào. Đánh chút. Ôi, chết game. Thực ra tôi cũng thi thoảng, nếu mà server nó không như này, nó không mẹ ít người chơi như này thì tôi cũng không nói, thì tôi cũng thi thoảng vẫn vào. Nhưng mà tôi nhớ có một lần tôi chơi game này, tôi ngồi tôi tìm 10 phút không ra trận. Tôi đi tôi làm đủ thứ, tôi quay lại tôi vẫn chưa tìm xong trận, cay không chịu được, thề luôn ấy. Nhưng mà có vẻ mấy là ở mấy trận đấu tầm thấp thì có vẻ dễ tìm người. Hả? Kitana, ok. Kitana là cũng là một là tướng nữ đầu tiên được chơi, nhưng mà tôi hay mít tí bậy lắm nên là bỏ qua đi. À, tôi sẽ đánh một chút. Mirror Match đấy. Low Fireball đây. Shaolin Stand. Làm tí Mirror Match. Well, let me see.
Đấy, thế nên là tôi mới phải chuyển chuyển sang ác phụ tôi chơi. Ác phụ tôi có vài game lẻ tẻ thôi, nhưng mà chủ yếu chơi được mấy game không chơi được Việt Nam ở đấy. Với cả level thấp, lúc nào mình quay lại game thì nó mới đợi căng cứng. Lúc nào tay mình ok thì mình quay lại ác chính. Nhẹ nhàng. Tôi còn chưa làm gì căng. Oh. Đã hết à? Ôi, vỡ mặt rồi. Cứ tưởng vỡ mặt cơ. Sao? Trận đấu này quá dễ. Ôi, trận đấu này nhàn hẳn cơ. Không bị căng với trận kia. Đó. Ok. Bạn, bạn có muốn chơi tiếp không? Mình tiếp. Select a divider. Tiếp đấy. Ơ tiếp đấy, đấy đúng rồi. Tiếp nhá. Hai. Ui. Ok. Hát đủ. Hát đủ. Ow. Ow. Ấy rồi. Người nhà quê. Ok. Ép góc bạn nha. Được combo góc nhỉ? Không không không. Ấy, bạn em mình tính. Ấy, không làm được. Ông bạn một cười. Tôi ngồi xuống hẳn đấy đấy mà ông ấy không làm cái. Tôi ngồi bẹt xuống tôi không đỡ nhá. Ông tướng không thể đá. Đá dưới nó đi vì ông tướng mẹ làm cái trò overhead hài mới lên. À không, chỗ đó đấy là đòn 2 chứ mà nhá. Đòn đấy là đòn 2 chứ không phải overhead. Nhầm. Đó đấy là đòn cao, thế đòn cao chứ không phải đòn qua đầu. Đòn qua đầu thì nó sẽ là tôi ăn dính đòn ngay. Nhưng mà đòn đấy overhead. Một cười rất đúng á. Và đây tôi cầm variation default ấy nhá. Gọi là game cho gì tôi đánh đấy. Tôi không biết là trận đấu sẽ trôi về đâu. Nhưng mà ok, thật may là chúng ta ăn được. Trận này nhanh chóng hơn là trận kia. Trận kia gặp mấy cái, gặp thời gian đánh mấy ông sao can mẹ thề. Mấy ông sao can mẹ rất hay có kiểu mẹ spam nút. Và tôi cái tôi nhớ không nhầm là cái chiêu vung vung búa lên ấy. Tôi không nhớ là nút như nào nhưng mà cái chiêu vung búa lao lên đấy bây giờ mix được cả combo cơ. Bây giờ đối thủ xứng tầm này. Yeah. Nhìn đấm Jay ấy. Jay fuck off. Down two. Fucking down two. Kane. Bây giờ mình tính Jay thì phải làm cho Shao Kahn. Anh làm tí Shao Kahn cho vui nhà với cửa nhá. Magic Knight. Up Rapper. Magic Knight đúng không?
Ok. Retro Kid. Here we go. Bây giờ tôi cũng không chắc chắn lắm về cái chuyện này, nhưng mà YOLO đấy các bạn. Deadly Assassin à. Này mẹ Variation Pro này, Elin. Anh bạn căng nha. Variation Pro này. Thôi nha. Thôi vào việc rồi. Ui giời, lắc đây. Mặt lắc thế. Ấy. Anh lắc thế. Anh bắn lắc thế. Oh shit, bắn đi. Double that combo. Ui, overhead. Ui, có đấy lâu, quên. Mic. Phải được xoay gậy. Cái gì ấy? Tôi quên mất overhead. Điều này. Tôi không hiền nhỉ. À, có. Hả? À. À, mình cảm ơn. Cái lèo gì đấy? Các ông đã biết vì sao, đã hiểu vì sao Jay bị ghét trong game rồi chưa? Fucking day 2 nó dài vô color thế. Đi hai dài phải đấy thế. The fuck? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Có đi hai không? À không. Đấy, spam một combo. Dài lại cả lều thẻ luôn đấy. Đấy mẹ em. Good job game, good job Netherrealm. Địch mẹ. Good job Netherrealm. Khả năng tôi cân bằng game. Tuyệt con mẹ nó vời. Game cân bằng mẹ vờ lơ thật. Thề luôn, game cân bằng vờ lơ hứa mấy đấy. Thế là tôi mic tôi đối được cái. Có một cái combo của Shao Kahn có thể nhanh hơn nhỉ? Đó là lùi 1-2 thôi, hay là lùi 2-1 không nhớ. Cái định mạnh thề luôn ấy. Dài vậy cả đấy. Định mạnh. Game 3 lần vừa rồi. Welcome to the Mortal Kombat 11 fucking balance. Đi mẹ con game này. Round 2. Fight. Đánh lâu tia khổ vừa rồi. Định mẹ. Dài vai lộn địt mẹ mày. Overhead. Ôi đi mẹ. Địt con mẹ thẻ. Con chó này. Đấy, các con thấy chưa? Thấy game 3 lần chưa không? Game 3 lần vừa color. Địt mẹ mày. Đây 2 lấy lượt. Ok bạn. Bạn là nhất. Bạn là nhất, bạn là số 1. Đây 2 lượt luôn, ok được bạn.
mình ạ à luôn, ạ à bạn luôn. AI D2 lấy lượt xong fatality. Ui dồi ôi, người chơi Mortal Kombat mày thế này vào sao ta chả chả ta chả nhay sang một cái ta chơi. Ôi dồi ôi đấy, không chơi thì không sao, nhưng mà cứ chơi lại phải có cái để chửi. Ảo thật, D2 lấy lượt. Mẹ mày. Game ok, gì à, Honda đéo vậy. Chơi bạn ơi, Honda Civic EK9 hay là hồi dốc cửa, căng. Làm tí Scorpion cho con xem nhé. Hồi dốc cửa. Mua tí Scorpion cho con xem nhé. Làm tí. The Joker. Đấy, người ta main Joker luôn, các ông thấy không? Sợ cái đấy thôi. Nhưng mà trận trước mình nên chơi con nào nhanh hơn mẹ. Con lèo mẹ, Jay mất dạy nó chịu được. Thề. Jay player. Đào chua luôn, ok bạn. Gì đây? Ấy. Cái vãi cả lìn, ok. Tôi tưởng main Joker chứ, lại hóa ra là cũng chỉ là vãi lìn. Tưởng main Joker chứ, rồi. Mẹ không biết giữ phay phay độc lâu để cancel chịu thôi. Ồ chết rồi, bấm nhầm. Vào đấy đúng ra bị bắn ít rồi. Ơ, the fuck. Bắn ít của tôi đâu. Mẹ. Ok, bạn là nhất. Phải lean. Tôi vỡ mặt rồi. Đào chú. Úi dồi. Linh luôn đào chú. Con này, thằng này nó là đào chú dài nhưng nó không mất dạy đâu, con dây. Đào chú. Úi dồi. The fuck. Am ổn with gắt đào chú không tới. Ô, có bộ gì nhỉ? À, tao không thích cái đấy, bạn. À, giữ một cách à? Mày. Tôi chưa từng chơi Capao. Ô đẹp. Ơ kìa, bấm cái vô kiểu gì nhỉ? Ô ngu rồi, chơi ngu một tiếng. Đâu nhỉ? Thôi nhá, hôm nay hơi vớ vẩn đấy. Đánh không được, đánh hơi vớ vẩn. Tiếp. Fucking down to.
fight. Ok. Định mạnh. Ok. Đi mẹ con. Đẹp. Bắn nít của tôi đâu đi mày. Toàn đao chu con đó. Đúng rồi, giờ mình chỉ nhớ cách chơi các thuật Sapiro thôi. Đấy, toàn đao chu, nét đấy. Kìa. Đào chú. Úi dồi. Tôi đang đánh trở ví này. Đau chu thôi. Mẹ mình ngâm hơi phí bài. Hơi lỗi, xin lỗi cậu. Tôi xin lỗi. Tôi chắc phải lâu lắm rồi tôi không động Scorpion ấy, nên là tôi không nhớ combo. Thế như là phải đá 3, F3 xong rồi 1-1-2, 1-1 xong rồi Spear, tôi nhớ không nhầm. Tôi không nhớ cách chơi Scorpion ấy. Lâu tôi bỏ Scorpion lâu lắm rồi. Sapiro tôi thấy hợp với tôi hơn. Đấy. Ok. Chết rồi, bấm nhầm cơ mà. Địch mạnh thề. Tao làm cho đấy em. Thôi nhá, bỏ Scorpion nhá. Không chơi, không chơi. Nốt trận này bỏ. Không nhớ nổi cách chơi Scorpion. Cái gì nhỉ? Không nhớ, không nhớ chịu thật. Không nhớ nhá, thôi nhá. Bây giờ bấm, đi nào bấm nhá. Đánh không quen thôi. Am lên, am lên. Bắn nít, không bắn nít. Thằng này toàn mít đi thôi. Đấy là như thế. Get over here.
Mẹ mày luôn. Cứ phải để bố tôi toxic. Nào tuyệt. Vì thường ngoài đời tôi hiền lắm, nhưng mà dính vào game đối kháng tôi thì rất toxic. Game khác tôi không toxic, mỗi game đối kháng tôi toxic. Đấy. Tao không làm gì ai cả. Mẹ thằng nào làm gì tao, tao làm ngược lại. Ơ, như nào? Ai mẹ. Tôi như này ơi mẹ. Ai đánh thực tế mẹ, đánh kiểu respect các thứ. Ok, mình hoàn toàn respect. Thì kết bạn chơi cùng. Nhưng mà mẹ đã thằng nào mà mẹ đã chủ động gọi là gây hấn với tôi ấy. Thì chết con mẹ đi. Đã chủ động gây hấn là mày. Tao đấm cho mày không chưa phát nào luôn mẹ. Mẹ đã mẹ. Này thì mẹ ra trận 1 fatality mẹ. Động nhầm người con ạ. Nào thì Joker không nhá. Ồ, cô thù. Ở đây, Batman. Nói chung là... Xem nào, hôm nay một trận Shao Kahn thua hơi cay. Shao Kahn thực ra thì nó hơi tù. Tôi chơi tù. Shao Kahn tôi chơi nghịch vui vui thôi, nhưng chứ tôi đánh không hiệu quả lắm. Gọi là biết combo chứ đánh đâu không bị quà, vì tôi còn chả bao giờ thường xuyên, tôi chỉ spam tiến 33 xong rồi tôi một là grab, hai là tôi lướt lên để bắt được phương phải đoán thôi, chứ tôi đánh không có vẹo gì với Shao Kahn hết. Ok. Gì đây bro? Ok mày dễ đây. Round 2, fight. Quay combo không? Ôi drop, ui drop chúa. Ôi 402. Oh shit. Đây lần đầu tôi làm combo đấy đấy. Lần đầu tôi làm được combo góc đấy. Tôi chả bao giờ tôi xem YouTube chứ tôi chưa thực hành bao giờ. Nhưng mà tôi bấm được lờ mao. Đánh tiếp không bạn? Ơ đừng đánh đi. Đánh đi mới test một game thôi mà. Trời đất ơi. Cay thế không biết. Đánh đi. Đánh phải ăn hành. Game này là game tập nhảy của thùng rác trước xong rồi mới chui lên mà. Game đối kháng mà bạn. Đấm đi. Trời ơi. Mẹ tôi thật gặp kèo nó ghét tôi. Gặp nó cái kẹp, gặp kèo nó mà tôi ghét ké là như kiểu chơi tôi vẫn lao đánh. Thế thực tôi nghĩ tôi vẫn cố là mẹ biết đâu mình sẽ làm gì đấy. Các thứ không. Nhưng ít nhất là mẹ mình đã quyết đánh cái tâm đánh rồi. Chả là nó không may mắn thôi đấy. Xem nào. Không biết trận tìm trận có lâu nữa không. Thôi rồi, bởi vì trận vừa rồi là chúng ta mới được một round, có một trận thôi. Tôi cảm giác không thỏa mãn nên là chúng ta đánh thêm một trận Joker nữa nhá.
Joining match. There we go. 4-3-5-6. Ui, ông bày mẹ trông chỉ số vậy căng nhỉ. Combat League, ui, khung Combat League các thứ luôn. Sợ hãi thực sự. The Joker. Mad đâu, Madman, ok. Ôi trời, lâu lắm mới thấy có một ông Seren. So được cả Kamen Rider và ai cả tên. Henshin. 4-3-5-6 mẹ. Ông này fan của Kamen Rider Fight à? Mẹ, complete. Round 1, fight. Wow. Ui. Lúc nào nhỉ? Tôi không biết lúc nào. Hay whip luôn mà. Ông bảo đi bắt bài, chán quá luôn. Ui. Ôi, ông bạn mất dây thì vào góc rồi. Yeah. Yeah. Oh, finish him. Đang combo bạn này, nốt. Okay. Joko mà ông nào công đặt chơi chấm. Dễ leo rành rồi, Joker cực kỳ luôn. Joker là một trong những con tướng mà một đấy nhá, thứ nhất Joker là một trong những con DLC đáng đồng tiền bát gạo nhất các ông nên mua. Thứ hai, Joker là một trong những con tướng mà mẹ chắc chắn vào giải các ông sẽ thấy là rất nhiều người dùng Joker. Linh Solid Phong các kiểu dùng luôn, yên tâm. Joker rất khỏe luôn, combo dài mà xịn. Ơ không. Tôi tưởng các bạn đấy. Ôi hai. Úi dồi. Thôi xin lỗi ông bạn. Thôi ông bạn đánh Rain là tôi thấy căng rồi. Ít người chơi Rain lắm. Không nhiều người chơi Rain lắm. Round 2. Fight. Ôi. Round 2 là quả đấy. Không bạn đánh hay thôi. Spank. Hey, come on, Bats.
Sorry. Joker, Francis một cười. Mệt thật. Các bạn đánh Ray này tôi thấy hay là ok rồi. Kiểu cộng Việt là fan Kamen Rider đấy. Thôi được rồi, out đã. Kamen Rider fans thì ok, big respect. Chắc là nốt trận cuối không nhỉ? Trận cuối chơi gì không biết. Không biết chơi gì trận cuối. Johnny K tôi chơi, tôi thử xem nhỉ. Hay làm tí Johnny K chứ nhỉ? Đã khá là bí trong việc chọn nên chơi ai. Suy nghĩ tí. Để trước an attribute được customize the personality of AI variation. Ok, game cuối lão. Mà tôi không biết game cuối nào nó sẽ như thế nào đây. Wish me luck, motherfucker. Ok, here we go. Thực ra tìm trận cuối ở đâu nhỉ? Xem nào, tôi đang suy nghĩ về việc tôi nên chơi con gì tiếp theo. Chúng ta hay là... Ủa, con tướng nó bị thất sủng nhỉ? Hay làm tí Scarlet nhỉ? Kitana cũng được. Kitana tôi lâu lắm chơi, tôi cũng không nghĩ là tôi sẽ chơi hay. Đó đấy, bây giờ không chơi gì. Không lao, tôi chưa tập chơi này, khổ. Oh. Trời ơi, bạn này đúng rồi, vào đánh thôi. Vào đánh chứ còn cái gì nữa. Đánh thôi. Xem nào. Scorpion. Wow, nice Scorpion. The Johnny K, some variation now. Mimetam, Cage Ray, Bad Knuckle. Ý bấm nhầm. Johnny Cage. Cái nào nhỉ? Shop dốc đi. Goro's Lair. Tôi không nhớ variation là tôi hay chơi nhưng mà Yolo. Hình như cái này đấm bi đó nhỉ, tôi không nhớ cái này có đấm bi không. Hình như chụp ảnh là cái va 2, đây là va 1 thì có đấm bi. Bass Knuckle ở đây để đấm chip đam. Rage. Cage Ray. Here we go then. Mime time. À chặn luôn. Here we go. Ui. Ấy hay. Oh, hát. Oh, đù. Gà. Cái gì đây? Mày liền. Tôi chả hiểu cách đánh. Một hai ba bốn năm ấy. Tập quyết. Not my contract. Round two. Fight. Quả đấy bấm nhầm nhá. Lùi 3 thôi, cùng đứa béo là bấm lùi tiền lùi xuống 3 luôn. Ôi trời, tôi 1, 2, 3 Úi xôi. Johnny K. Đánh nhau câu nhá. Joker có thể dễ. Tôi khuyến các bạn không chơi, nhưng mà một trong những cặp tôi thích chơi nhất là Johnny K. Johnny K và đứng bỏ. Đánh đi, đứng bỏ. Thể luôn ấy, mất hứng. Đánh đi. Ôi, toàn bộ game này. Đó rồi, một trong những con tướng mà
một trong những ngôn tướng mà tôi thích chơi nhất đấy, Johnny Cage. Johnny Cage và Sub-Zero là hai con đã từng đưa tôi lên Grandmaster đó. Thường là mùa nào tôi cũng chỉ thường chơi từ 1 đến 2 con đấy. Trong đó một con là tôi sẽ làm main là tôi chơi xuyên suốt một đoạn luôn. Có một con là một là tôi chơi mãi con kia hơi chán, hoặc là kèo đấu có vẻ không ổn thì tôi sẽ đổi. Chứ tôi không đổi nhiều. Tôi chỉ đánh một lượng tướng nhất định thôi, một trong hai tướng thôi. Thì là mình sẽ dễ bắt nhịp hơn. Đấy. Thì đánh nhiều tướng loạn cả lên chứ. Mình có phải cao thủ chuyên nghiệp đâu mà, mình có phải pro player mà. Mình gọi là có biết cách chơi thôi à. Đấy. Thế nào? Có biết tí cách chơi không? Rồi, chắc bây giờ kèo đấu. Úi dồi ôi, pro. Johnny Cage. Pro không? Lost Hive of the Kaitin. Đấy, nhìn vào đông variation biết pro rồi. Ui, thắng nhiều trận kia mà. Úi dồi ôi, Seed Blade luôn. Đấy. Đời này mới là cao thủ Scorpion không nhá. Mấy ông kia mẹ gọi là tập chơi thôi. Tôi cũng là tập chơi thôi. Đây mới là cao thủ Scorpion này. Nhìn Seed Blade là xịn rồi. Ôi. Tôi bấm hết à? Đẹp. Hay. Cái gì đấy? Có body stand đúng không? À, tương tác môi trường. Ok á, sao không punish được? Có vẻ tôi đã nhầm. Có vẻ như tôi đã nhầm. Mình đang nghĩ mình gặp cao thủ. Ấy, ở đây tôi đoán được cả Rutherow rồi. Vào góc bạn này. Ôi đẹp, vào góc rồi. Rutherow hơi bận. Ui dồi, Seed Blade. Seed Blade cũng là một chiêu thuật lẫn. Nếu không biết. Không mẹ tách được. Một, hai, ba. Nhẹ nhàng luôn. Tôi hay chơi kiểu quẹt chân đấy vì không ai đoán, chẳng mấy người đoán được cái đấy đâu. Rank thấp này không đoán được cái đấy đâu. Gọn gàng không mà chẳng mấy ai đoán được. Well. Panic của tôi đâu? Ui. Không có slide, có slide của Sub-Zero vào đấy là tôi ăn rồi. Ui giời, dãy trong góc là bạn đi rồi. Đang định là có thể bẻ rồi, Seed Blade. Ôi, hay. Có bố đỉnh cao em à. Seed Blade đấy. Ui, overhead luôn. Ui, thật kinh, cancel luôn. Tôi phải ngạc nhiên trước khả năng của bạn. Ôi, mình đè ngồi hơi nhiều. Bây giờ mình đánh thật đúng không? Mày đánh đùa đúng không? Đấy, ui kìa kìa, mày bấm kinh chưa? Người ta pro đấy, người ta không thể thận khoang đâu. Seed Blade.
Không đoán được quả đấy. Ra đây. Thường là rất nhiều Scorpion của đấy sẽ tele. Tele xong rồi Fatal Blow. Kinh, biết cúi không đỡ luôn. Đấy thôi. Ấy, không whip được. Gì vậy? Cầu của bé. Hay quá. Chết rồi. Chết rồi. Ui, cancel lắm mà. Nhảy thôi bro. Ôi giời, chụp bạn may mắn. Xin lỗi bạn. Xin lỗi bạn, tôi còn... tôi còn Mr. Đánh mấy ông này giải trí với còn thề luôn ý. Thôi quýt nhá. Đúng á, trời luôn. Đánh mấy ông này giải trí không chịu được. Kiểu vậy mấy ông ấy đánh kiểu dễ đoán vậy đấy. Chủ yếu là do mình chó, tôi biết có một vài ông ấy lạm dụng cái lùi ba thôi đã đoán rồi, nhưng mà tay tôi hay có cái tật, tay trái tôi lại hay kiểu bấm đi pass xuống nên là hay bị ăn overhead là thế. Đó, và đó là video celebrate Mortal Kombat 11 3 năm ra mắt. Thì nếu như các ông thấy thích video kỷ niệm Mortal Kombat 11 này thì có thể cho tôi một like video và share video bất kỳ lần nào các mong muốn. Ngoài ra nếu các ông chưa làm thì có thể bấm nút đăng ký kênh và bấm nút chuông thông báo để vào lúc 8 giờ tối hàng ngày trên kênh Charlie là các ông sẽ có những video mới để xem luôn. Ok. Rồi thì happy celebration day. It's a celebration. Nhầm. Nên nói như nào nhỉ? It's a celebration. Đấy. Chúc mừng kỷ niệm 3 năm của MK1 được không? Và hy vọng sau khoảng thời gian này game nó phần MK12 nếu có nó sẽ lại làm sống lại niềm đam mê cái đối kháng của tôi. Hy vọng thế. Đó, dung dài như vậy rồi, và tôi sẽ gặp lại các anh em ở những video tiếp theo. See ya.